Mùa thu cho em, hướng dẫn intro và cách đệm hát chi tiết cho người mới tập. Em có nghe mùa thu mưa rơi lá đổ. Bây giờ mình sẽ đến với phần đệm hát trước nhé. Hợp âm thì Dung sẽ để trên màn hình nha. Còn bên tay phải mình sẽ đánh tiết tấu của điệu slow rock. Bát 3 2 1 2 3. Dây bát sẽ tương ứng với từng hợp âm. Ví dụ như hợp âm đô trưởng dây bát là dây 5 thì mình đánh là 5 3 2 1 2 3. Rồi bây giờ mình sẽ ghép với hợp âm và mình tăng tốc lên một chút. Bát 3 2 1 2 3 bát 3 2 1 2 3 bát 3 2 1 2 3. Thì mọi người có thể sử dụng cái điệu rải này dùng cho cả bài cũng được, hoặc là mình muốn thay đổi thì đến điệp khúc mình có thể quạt là xuống 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 lên xuống. 1 2 3 4 5 6. Thì tất cả đều là quạt xuống trừ cái phát số 5. Phát số 5 thì mình sẽ quạt lên ha. Và để quạt nghe hay hơn thì mọi người hãy nhấn mạnh ở phát thứ nhất và phát thứ tư. Còn những phát kia thì mình đánh nhẹ thôi. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Bây giờ Dung sẽ giải thích về cách đọc táp của cái phần intro, rồi sau đó mình sẽ vào với bài nha. 6 dòng kẻ táp nó sẽ tương ứng với 6 dây đàn của mình, nhưng mình sẽ nhìn ngược. Tức là dòng kẹt cuối cùng thì nó sẽ tương ứng với dây trên cùng. Dây đàn của mình từ trên xuống nó sẽ là mì, là, re, son, si, mí. Thì dòng kẹt táp từ dưới lên trên nó sẽ là mì, là, re, son, si, mí. Và những con số nó nằm ở trên dòng kẹt táp nó sẽ tương ứng với ngăn đàn. Số 1 là tương ứng với ngăn 1, ngăn 2, ngăn 3, ngăn 4. Số 0 tức là tay trái không bấm vào ngăn nào hết, nhưng tay phải mình vẫn đánh vào cái dây mà có con số 0 nó nằm ở trên dòng kẹt tương ứng. Còn con số nào mà nó có dấu gạch chéo từ số này qua số khác, tức là mình sẽ kéo luyến từ ngăn này qua ngăn khác. Ví dụ 3 gạch qua ngăn 5 thì là từ ngăn 3 các bạn kéo luyến qua ngăn 5 như thế này. Mình sẽ đánh một lần cái dây 1 lên, còn tay trái mình sẽ đè từ ngăn thứ 3 trên dây 1 nè, mình kéo qua ngăn thứ 5. Ok, bây giờ mình sẽ vào với bài nhé.